Hey, xin chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong buổi học tiếp theo trong chuỗi các cái buổi tổng ôn từ A đến Z toàn bộ kiến thức N3. Hôm nay chúng ta đã đến buổi số 8 rồi, tức là chỉ còn 2 buổi nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc các cái bài tổng ôn về kiến thức N3. Thì các bạn thấy là mình đã nắm vững được các cái kiến thức N3 chưa nhỉ? Thì hôm nay đến buổi tiếp theo là chúng ta sẽ học về chúng ta sẽ ôn tập lại về các cấu trúc liên quan đến cô tô và nô nhá. Nó là một cái gọi là gì, một cái bài giảng chuyên đề liên quan đến cô tô và nô, thì chúng ta sẽ cùng học lại một lần nữa xem là gì, các cấu trúc cô tô và các cấu trúc nô thì như thế nào và làm thế nào để chúng ta có thể phân biệt được cô tô và nô nhá. Ok, thế thì chúng ta sẽ có là gì, cô tô và nô ấy về bản chất thì nó là một cái dạng mà chúng ta dùng để làm gì nhỉ? Chúng ta biến một động từ thành một danh từ, đúng không? Biến một động từ thành một danh từ, hay người ta gọi là gì, danh từ hóa động từ, đúng không? Và hoặc là danh từ hóa tính từ, đúng không? Biến một tính từ thành một danh từ, biến một động từ thành một danh từ, đúng không? Thì đối với cái chức năng này thì cô tô và nô thì nó có thể dùng tương đương như nhau. Tuy nhiên ý, thì khi mà chúng ta nói là nó cùng là dùng để danh từ hóa thì nó sẽ khác biệt như thế nào? Và trong trường hợp nào thì chúng ta nên dùng cô tô và trong trường hợp nào chúng ta nên dùng nô, đúng không? Thì chúng ta hôm nay chúng ta sẽ cùng thống kê lại một lần nữa xem là khi nào thì cô tô và nô giống nhau, tức là có thể dùng thay thế cho nhau. Thế còn khi nào thì cô tô và nô chỉ có thể dùng, khi nào thì chỉ có thể dùng cô tô và khi nào thì chỉ có thể dùng nô. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào, sau khi học xong phần lý thuyết ấy, thì chúng ta cũng sẽ làm một cái phần bài tập để phân biệt luôn về cô tô và nô nhá. Rồi, thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ nói về các cái ngữ pháp, các cái cấu trúc câu mà chỉ đi với cô tô, thì chúng ta sẽ cùng thống kê lại một lần nữa xem là từ sơ cấp cho đến bây giờ thì các bạn đã học bao nhiêu cấu trúc liên quan đến cô tô rồi, đúng không? Thì chúng ta sẽ có này, cấu trúc đầu tiên đấy là cấu trúc nani nani wa nani nani cô tô đà. Thì chúng ta nhắc lại một chút về cái sơ cấp mà các bạn đã học, đấy là gì, khi chúng ta jiko shokai, đúng không? Thì thường là các bạn sẽ giới thiệu về cái sở thích của mình là gì, watashi no shumi wa ryōri o tsukuru koto desu, hoặc là watashi no shumi wa hon o yomu koto desu, đúng không? Thì các bạn sẽ thấy là gì, trong trường hợp đấy thì cái kết thúc câu nó sẽ là koto desu, đúng không, chứ không phải là no desu, đúng không? Vì cái đó nó đã là cấu trúc quy định rồi thì chúng ta cứ theo đúng như vậy chúng ta làm, đúng không? Ở đây chúng ta có 3 ví dụ. Thứ nhất là gì, watashi no shurai no yume wa mangaka ni naru koto da. Cái giấc mơ trong tương lai của tôi ấy là sẽ trở thành gì, mangaka, tức là người ta gọi là gì nhỉ, họa sĩ manga đấy, đúng không? Tiếp theo người ta có là gì, saka to yu sports no tokucho wa kihonteki ni te o tsukatte wa ikenai koto da. Thì cái đặc trưng của cái môn thể thao có gọi tên là gì, bóng đá ấy, thì là một cái môn thể thao mà gì, không, về cơ bản là sẽ không được sử dụng gì, dùng tay đó. Tiếp theo chúng ta có A ranchi to B ranchi no chigai wa A ga ryōri, A wa sakana ryōri de B ga niku ryōri de aru koto da, đúng không? Cái điểm khác biệt giữa set buổi trưa, set A và set B, đấy là set A thì là cá, còn set B thì là thịt. Thế thì tại sao mà lại phải kết thúc bằng koto? Thì chúng ta sẽ thấy, các bạn chú ý các cái chủ ngữ của câu. Chúng ta sẽ chú ý đến các cái chủ ngữ của câu. Đầu tiên chúng ta có câu số 1, chủ ngữ sẽ là yume, đúng không? Tiếp theo chủ ngữ câu số 2 là tokucho, và câu số 3 chủ ngữ là chigai, đúng không? Thì chúng ta sẽ có, khi mà chủ ngữ là danh từ thì kết thúc câu của chúng ta sẽ là koto da, đúng không? Khi chủ ngữ là danh từ thì kết thúc câu của chúng ta sẽ là koto da. Bởi vì chúng ta có cái cấu trúc câu là gì? Danh từ 1 và danh từ 2. Nó là cái cấu trúc căn bản khi mà các bạn học ở trong sơ cấp, đúng không? Ví dụ watashi wa gakusei desu, đúng không? Watashi no shigoto wa sensei kyoushi desu とかね, đúng không? Watashi wa sensei desu. Watashi no shigoto wa kyoushi desu, đúng không? Thì chủ ngữ là danh từ, kết thúc câu cũng là danh từ, đấy là cấu trúc gì? Danh từ 1 và danh từ 2. Thì tương tự như vậy, khi mà trong câu của chúng ta hiện tại ở đây đang là gì? Sorai no yume này, hay là tokucho này, hay là chigai này, thì nó là danh từ, cho nên cái vế đằng sau nó cũng phải là một danh từ tương đương, đúng không? Mà khi chúng ta muốn danh từ hóa động từ thì chúng ta sẽ sử dụng là gì, koto, đúng không? Futsuke cộng với koto, được chưa? Đấy, các bạn nhớ cái này nó là cấu trúc câu mà chỉ dùng với koto thôi.
chúng ta đến với cấu trúc tiếp theo, đấy là koto ga aru, đúng không? Thì cái này chúng ta có là veru, venai cộng với koto ga aru mà chúng ta cũng đã học buổi hôm trước ấy, là gì nhỉ? Không nhất thiết phải thỉnh thoảng cũng, đúng không? Thỉnh thoảng cũng. Thì ở đây chúng ta có là ví dụ tsuma ga boku ga hanashikakete mo henji o shinai koto ga aru. Koto ga aru, hoặc là chúng ta bổ sung thêm một cái nữa là gì? Koto mo aru cũng có nhá. Koto mo aru. Đó. Rồi, vậy thì ở đây là gì? Tsuma ga boku ga hanashikakete mo henji o shinai koto ga aru, có nghĩa là gì nhỉ? Vợ tôi ấy thì thỉnh thoảng cũng có những lúc là cô ấy cũng không trả lời mặc gì là tôi bắt chuyện. Mặc dù tôi bắt chuyện nhưng mà đôi lúc họ cô ấy cũng không có trả lời, đúng không? Hay là gì? Izen wa shikoto ga okute 12 giờ goro ie ni kaeru koto mo atta, đúng không? Trước đây ấy thì ngày hồi trước ấy thì công việc của tôi nó nhiều nên là thỉnh thoảng thì tôi cũng có hôm phải về nhà vào lúc 12 giờ. Đó. Thì cái koto mo aru thì buổi thứ bảy ấy là chúng ta cũng đã cùng nhau ôn tập lại rồi, đúng không? Và hôm nay chúng ta thống kê lại và chúng ta nói là cái cấu trúc mà chúng ta chỉ dùng được với koto thôi. Tsugi, chúng ta nói về koto ga nai, đúng không? Veru koto ga nai hoặc là veru koto ga nai chúng ta nó nghĩa là gì nhỉ? Không nhất thiết phải làm gì đấy, đúng không? Mà và nó bằng với cấu trúc là gì? Vena kute mo mui. Thì mình sẽ có này. Chúng ta có ba câu ví dụ ở đây. Tada no kaze desu kara shinpai suru koto wa nai desu. Tada no kaze desu kara shinpai suru koto wa nai desu. Bởi vì đây là chỉ là gì? Một cái cảm cúm đơn thuần thôi, đúng không? Cho nên là không cần phải lo lắng, đúng không? Hai câu số 2 là gì? Warui no wa aite nan da kara kimi ga ayamaru koto wa nai yo, đúng không? Cái người xấu ấy là đối phương chứ không phải là bạn, cho nên là bạn không cần phải xin lỗi, đúng không? Kimi ga ayamaru koto wa nai yo, đúng không? Câu số 3 chúng ta có là shujitsu wa shimasu ga risku wa chisai no de shinpai suru koto wa nai desu yo. Chúng ta sẽ phẫu thuật nhưng mà cái rủi ro nó rất là thấp, rất là nhỏ, cho nên là không cần phải lo lắng, đúng không? Thì cấu trúc này chúng ta cũng sẽ dùng là gì? Koto ga nai. Tiếp theo chúng ta nói về to iu koto da và to no koto da. Thì cái to iu koto hay là to no koto này thì nó có hai chức năng. Nó chức năng thứ nhất đấy là chức năng dùng để giải nghĩa. Giải nghĩa, khi mà các bạn muốn định nghĩa một giải nghĩa một cái khái niệm nào đó thì các bạn cũng có thể sử dụng to iu koto da được, đúng không? Thế còn ngoài ra thì giống như hôm trước các bạn cũng đã ôn tập lại một lần rồi, đấy là mang chức năng là gì? Nghe nói, và phía đằng trước nó thường đi với các cấu trúc như là gì? Dewa này, hay là niyo được tốt này, hay là niyo đẹp bà này, dùng để gì nhỉ? Trích nguồn thông tin có căn cứ xác thực, đúng không? Chúng ta có hai ví dụ ở đây. Tomodachi no hanashi dewa kashu no ai ga kekon suru という koto desu. Theo như lời của bạn tôi ấy, thì anh ca sĩ A này nghe nói sẽ kết hôn, đúng không? Hay là câu số 2 là gì? News ni yoru to sohize ga agaru to no koto desu. Theo như bản tin ấy thì nghe nói là tiền thuế tiêu dùng sẽ tăng. Đó. Thì tiếp theo, đây là cấu trúc tiếp theo mà chúng ta sẽ là gì? Khi mà phân biệt nó với no thì đây là cấu trúc mà chỉ dùng được với koto thôi. Tiếp theo, chúng ta có nai koto wa nai, đúng không? Cái này các bạn mình cũng đã ôn tập với nhau trong cái phần nói về các cấu trúc câu gì phủ định một phần rồi, đúng không? Thì chúng ta có ví dụ thứ nhất là gì? Pati wa suki janai koto wa nai kedo tsukareru kara anmari ikitaku nai, đúng không? Thì câu này có nghĩa là gì nhỉ? Không phải là tôi không thích party nhưng mà vì hôm nay tôi mệt cho nên tôi không muốn đi lắm, đúng không? Hay là ví dụ số 2 là gì? Kono mise no ryōri wa oishiku nai koto wa nai kedo hoka no mise de tabetai, đúng không? Cũng không phải là món ăn của cửa hàng này không ngon nhưng mà hôm nay tôi muốn ăn ở một cửa hàng khác, đúng không? Thì nai koto wa nai cũng là một cấu trúc mà gì? Nó là cố định với koto rồi. Thì chúng ta cứ theo đúng cấu trúc chúng ta điền thôi, đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ có là nani nani koto wa nani nani ga nani nani, đúng không? Thì nó là gì nhỉ? A thì có A nhưng mà B, cấu trúc này chúng ta cũng đã ôn tập rồi, đúng không? Chẳng hạn như chúng ta có ba ví dụ ở đây. Hikeru koto wa hikemasu ga zozu ja arimasen, đúng không? Chơi thì tôi có thể chơi được nhưng mà tôi không giỏi, đúng không? Hay là gì? Takai koto wa takai desu ga bengi desu, đúng không? Đắt thì có đắt nhưng mà tiện lợi, đấy nhé. Hay là sambang là gì nhỉ?
受けることは受けますが全然勉強していません。đúng không? Tức là mình sẽ bổ sung thêm một chút ở đây sẽ là gì? Shiken ni ukeru nhá, thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Shiken ni ukeru. Hai. Giờ shiken ni ukeru koto wa ukemasu ga zenzen beikyou shite imasen, đúng không? Thi thì tôi có thi nhưng mà tôi chẳng học cái gì cả, đúng không? Thì đấy là cấu trúc nani nani koto wa nani nani ga. Thì cái này chắc chắn là chúng ta các bạn phải điền gì? Koto rồi chứ không được điền điền no được, đúng không? Rồi tiếp theo, chúng ta có cấu trúc cuối mà kết thúc bằng koto mà chúng ta có cấu trúc là gì? Veru koto hoặc là gì? Venai koto. Thì cái này nó sẽ là gì? Mang nghĩa là gì? Hãy hoặc là đừng, đúng không? Và cái này các bạn sẽ rất là hay gặp trong các bản báo cáo này hay là trong các cái quy định luật lệ, đúng không? Rồi, chúng ta xem ở đây có 3 ví dụ này. Testo no toki wa keitai denwa wa kaban no naka ni shimau koto. Đúng không? Shimau koto thì sẽ bằng là gì? Shimatte kudasai, đúng không? Veru koto bằng với te kudasai. Vậy thì câu này nó sẽ là gì nhỉ? Khi mà làm bài kiểm tra thì điện thoại di động hãy cất vào trong túi sách, đúng không? Hay câu số 2 là gì? Reporto wa raishu no kayoubi made ni teishitsu suru koto, đúng không? Thì bài cáo thì hãy nộp trước thứ 3 của tuần sau, đúng không? Hay ví dụ số 3 là gì? Ashita wa zettai chikoku shinai koto, đúng không? Ngày mai thì đừng đến muộn hoặc là gì? Tuyệt đối đừng đến muộn, được nhé. Venai koto thì sẽ bằng shinai, nai de kudasai, đúng không? Thì với cái chức năng này và với ý nghĩa này thì kết thúc câu chúng ta cũng sẽ dùng với koto, được nhé. Rồi, tiếp theo chúng ta nói về cấu trúc koto ni suru. Koto ni suru thì chúng ta sẽ có là koto ni suru và koto ni shite iru, đúng không? Thì nó, cái này các bạn cũng đã học ở N4 rồi. Đấy là gì? Quyết định làm gì, đúng không? Một cái gì khi mà chúng ta muốn thể hiện là gì? À, cái việc đấy là việc mà mình tự bản thân mình quyết định, đúng không? Thì chúng ta dùng koto ni, ni suru, đúng không? Chẳng hạn, ở đây chúng ta có 3 ví dụ. Ichiban, reizoko ga kowareta no de atarashii no o kau koto ni shita, đúng không? Bởi vì cái tủ lạnh của tôi nó đã bị hỏng rồi cho nên là tôi quyết định là sẽ mua một cái mới, đúng không? Thì koto ni shita là quyết định của bản thân. Ni bang chúng ta có là gì? Kushi o dasu to okorareru no de nan ni mo iwanai de damatte iru koto ni shita, đúng không? Câu này anh ấy nói là gì nhỉ? Cứ hễ mà tôi mở miệng ra là tôi lại bị mắng cho nên là tôi quyết định là tôi im lặng, tôi chẳng nói gì cả, đúng không? Hay câu số 3 là gì? Bucho no kotoba wa itsumo tottemo kibishii ga watashi wa kini shinai koto ni shite iru, đúng không? Là gì? Cái lời nói của trưởng phòng á lúc nào cũng rất là nghiêm khắc cho nên là tôi quyết định là tôi không quan tâm, đúng không? Kini shitai, tôi không bận tâm, tôi không quan tâm gì cả. Nhưng mà trong này chúng ta sẽ thấy là gì? À, xuất hiện cái không phải là koto ni shita nữa mà là gì? Koto ni shite iru, đúng không? Koto ni shite iru có nghĩa là gì nhỉ? Một cái quyết định nhưng mà nó là một cái quyết định mà chúng ta duy trì trong thời gian dài thì sẽ dùng koto ni shite iru, được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta có nói về koto ni suru thì sẽ phải có koto ni naru, đúng không? Là gì? Chúng ta có veru hoặc là venai cộng với koto ni naru hoặc là koto ni natte iru. Rồi, thì cái này vừa nãy chúng ta nói koto ni suru ấy thì nó là một cái quyết định mà bản thân mình tự quyết định được cái điều đấy, đúng không? Thế còn koto ni naru thì là gì? Một cái quyết định mà đối phương đã quyết định, là một cái quyết định từ đối phương này, hoặc là một cái quy định hay là một cái luật lệ nào đó mà bản thân chúng ta không phải là người tự đưa ra, đúng không? Thì khi đó người ta dùng koto ni natte iru. Đó, hoặc là koto ni naru. Koto ni natte iru ấy thì nó sẽ thêm một cái chức năng nữa là nó nói về một cái quyết định đã có sẵn rồi và nó duy trì liên tục ấy, thì sẽ là koto ni natte iru, đúng không? Thì ở đây chúng ta có 2 ví dụ. Ichiban là gì? À, kono kaisha de wa seifuku okiru koto ni natte iru, đúng không? Thì cái này người ta nói quy định đấy, là gì? Ở công ty tôi thì quy định là gì nhỉ? Mặc đồng phục, đúng không? Hay câu số 2 là gì? Raigetsu shuchou suru koto ni natta. Raigetsu shuchou suru koto ni natta. Tháng sau thì tôi sẽ đi công tác. Và khi mà người ta nói là shuchou suru koto ni natta thì nó sẽ mang nghĩa là tôi quyết định. Tôi không phải là người tự quyết định mà là nó có thể là quyết định của công ty, của cấp trên hay là
một cái gì đấy mà bản thân mình không phải là người tự đưa ra, đúng không? Đó, thì đấy là cô tố Ninatta nhé. Rồi, thì đấy là các cái trường hợp mà chúng ta sẽ chỉ sử dụng với cô tố thôi. Rồi chúng ta xem lại một lần nữa các cấu trúc chỉ dùng với cô tố nhá. Đầu tiên là wa cô tố đà, đúng không? Thứ hai là gì? Cô tố ga aru. Thứ ba là cô tố ga nai. Thứ tư là toyu cô tố đà, tono cô tố đà. Tiếp theo là nai cô tố ba nai. Tiếp theo là gì? Cô tố wa nanyani ga. Tiếp theo là veru cô tố về nai cô tố. Tiếp theo là koto ni suru và cuối cùng là koto ni naru. Thì đây là các cái cấu trúc mà chúng ta sẽ chỉ dùng với koto thôi, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói kỹ hơn về các trường hợp mà sử dụng no. Các trường hợp sử dụng no. Thì cái no này thì khi mà học sơ cấp trong học mà khi mà các bạn học N4 ấy thì chúng ta cũng đã học đến cái no này rồi, đúng không? Và hôm nay chúng ta sẽ hệ thống lại một lần nữa xem là no với cái ý nghĩa là gì, danh từ hóa, động từ và tính từ thì nó sẽ có những cái chức năng như thế nào, đúng không? Thì đầu tiên chúng ta sẽ có là gì? Động từ chia về futsuke cộng với no wa nhá. Đầu tiên chúng ta nói về no wa. Rồi, và về sau nó sẽ là tính từ. Thì chúng ta dịch là gì? Việc gì gì đấy, thì thế nào đấy. Và chúng ta sẽ có các cái tính từ mà đứng sau cấu trúc no wa này. Nó sẽ thường là gì? Muzukashi này, tanoshi, taihen, omoshiroi, abunai, kimochi ga ii. Thường cái cấu trúc no wa, nani nani no wa, nani nani desu thì nó sẽ là một cái đánh giá về tính chất và mức độ của vấn đề. Ví dụ ở đây người ta có là gì? Kanji o oboeru no wa muzukashii desu, đúng không? Thì cái này gọi là gì? Cái việc mà nhớ kanji thì rất là khó, đúng không? Việc nani nani thì thế nào đấy, đúng không? Việc nhớ kanji thì rất là khó. Đó, tương tự như vậy chúng ta sẽ đổi những cái này sang cấu trúc no wa nhá. Đầu tiên mình có là gì? Kanji o đổi động từ thành futsuke cộng với no wa là được, đúng không? Kanji o kaku no wa muzukashi desu, đúng không? Việc viết kanji thì khó. Đó, tiếp theo chúng ta có là gì? Nihongo de nani nani tanoshi desu, đúng không? Hanashimasu thì chúng ta sẽ đổi thành hanasu no wa. Vậy chúng ta sẽ có là gì? Nihongo de hanasu no wa tanoshi desu, đúng không? Việc nói chuyện bằng tiếng Nhật thì rất là vui, đúng không? Rồi, tiếp theo chúng ta có là gì? Kotoba o nani nani muzukashi desu, đúng không? Chúng ta sẽ đổi oboemasu ở đây thành oboeru no wa kotoba o oboeru no wa muzukashi shi desu, đúng không? Việc ghi nhớ từ vựng thì cũng rất là khó. Rồi, ok. Ở đây chúng ta có là gì? Mình sẽ xem bức hình và chúng ta dùng cấu trúc no wa để đặt nhá. Thì ở đây là gì? Hitori de shokuji o suru no wa sabishii desu とか ね. Hoặc là hitori de ban gohan o taberu no wa sabishii desu, đúng không? Việc ăn cơm một mình thì rất là buồn. Hay là tiếp theo chúng ta có là gì? Osake o nonde unten suru no wa abunai desu, đúng không? Việc lái xe khi mà uống rượu thì rất là nguy hiểm, đúng không? Rồi, tiếp theo nào. Câu này chúng ta sẽ có là gì đây? Chúng ta nhìn vào bức hình, đúng không? Shumatsu ie ni iru no wa tsumaranai desu, đúng không? Shumatsu ie ni iru no wa tsumaranai desu. Việc mà ở nhà cuối tuần thì rất là chán, đúng không? Hoặc là shumatsu dekakenai no wa tsumaranai desu, đúng không? Việc mà cuối tuần không đi ra ngoài thì rất là chán, đúng không? Rồi, tiếp theo chúng ta có Dōbutsuen de dōbutsu o miru no wa tanoshii desu, đúng không? Việc mà ngắm những cái con thú ở trong sở thú thì rất là vui, đúng không? Đó, tương tự như vậy thì các bạn sẽ sử dụng cấu trúc no wa này nhá. Nhớ là gì? Cái đằng sau nó sẽ là gì? Tính từ, đúng không? Tsumaranai này, tanoshii này, sabishi, abunai này, muzukashi này, đúng không? Rất nhiều. Rồi, thì đấy là no wa. Tiếp theo, thêm một cái nữa cũng là về no wa. Chúng ta sẽ có là gì? Mình sẽ hay gặp cái cấu trúc này nó ở trong đọc hiểu. Ví dụ như là gì? Nani nani no wa nani nani kara desu. Và chúng ta dịch là gì? Sở dĩ cái việc gì gì đó là vì, đúng không? Và cái ý nghĩa này thì thường các bạn sẽ hay gặp trong đọc hiểu. Cái kara desu này nó có thể
dùng thay thế cho no days hoặc là thay thế cho un days. Rồi, mình sẽ xem một số các cái ví dụ ở đây. Ví dụ như là gì? Si ai ni maiketa no wa renshu ga tarinakatta kara desu, đúng không? Sở dĩ cái việc mà tôi thua ở trong trận đấu này thì là bởi vì tôi đã thiếu sự luyện tập, đúng không? Sở dĩ việc mà tôi thua trong trận đấu này là bởi vì tôi đã thiếu luyện tập. Đó. Tiếp theo chúng ta có ví dụ số 2 như là gì? Kanozo ga okotte iru no wa date no jikan ni okureta kara daro, đúng không? Cái lý do mà cô ấy nổi giận ý, thì có lẽ là bởi vì là tôi đã muộn giờ hẹn, đúng không? Hay câu chốt tiếp theo là gì? Ano shouhin ga urenai no wa nedan ga takai kara desu, đúng không? Sở dĩ cái việc hay là lý do mà cái sản phẩm đó nó không bán chạy thì là vì giá của nó cao, đúng không? Thì ngoài ra các bạn có thể dùng cái novat này vào những cái lý do khác, ví dụ như là gì? Watashi kyo chikoku shita no wa mezamashi doke ga kowareta kara desu とかね. Sở dĩ cái việc mà hôm nay tôi đi muộn ấy là bởi vì cái đồng hồ báo thức của tôi nó bị hỏng, đúng không? Nó có rất nhiều các cái trường hợp khác mà các bạn có thể sử dụng. Và nhớ là gì, cái Nova này các bạn sẽ rất là hay gặp trong phần đọc hiểu. Và khi mà các bạn nhìn thấy Nova và kết thúc bằng Karades thì chúng ta sẽ liên tưởng nó là một cái gợi ý dành cho câu hỏi nào trong đọc hiểu, các bạn biết không? Rồi, thì nó sẽ là câu gợi ý cho cái câu hỏi mà gì, nguyên nhân, lý do, đúng không? Các cái câu hỏi trong đọc hiểu đôi khi các bạn sẽ gặp các câu dạng là gì? Doshite hay là naze, đúng không? Các câu hỏi về nguyên nhân, lý do. Thì trong trường hợp đấy thì khi mà các bạn nhìn thấy là nani nani no và nani nani kara desu thì nó cũng là một cái gợi ý để các bạn tìm được ra câu trả lời nhá. Được chưa? Rồi, thì đấy chính là cái cách sử dụng của no wa. Chúng ta tiếp tục đến trường hợp tiếp theo là no ga. Vừa nãy chúng ta nói là no wa và bây giờ là no ga, ga desu ne. Thì trước tiên là gì? Động từ chúng ta vẫn chia về futsuke cộng với no ga, nhưng đằng sau các cái tính từ ấy nó sẽ là nêu cảm nhận và cảm xúc về một vấn đề nào đấy. Ví dụ như là gì? Suki, kirai, zozu, heta chẳng hạn, đúng không? Hay là hayai, osoi desu ne. Nó là gì? Tôi thích gì đó hay tôi ghét gì đó, tôi dở cái gì đó hay tôi giỏi cái gì đó, đúng không? Thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Ở sơ cấp ấy thì các bạn nói đơn giản thôi là gì? Watashi wa nihon ryori ga suki desu, đúng không? Hay là watashi wa ryori ga suki desu, watashi wa saka ga suki desu, đúng không? Thì tất cả những cái danh từ đứng trước suki hay là kirai nó là danh từ đơn thuần, đúng không? Nhưng mà bây giờ tôi không nói là tôi thích ryori nữa, mà tôi nói là tôi thích nấu ăn, đúng không? Thì rõ ràng là cái việc nấu ăn thì nó là động từ rồi, và động từ thì chúng ta cần phải biến cái động từ đó thành danh từ bằng cách là gì? Watashi wa ryori o tsukuru no ga suki desu, đúng không? Hoặc là watashi wa ryori o tsukuru no ga kirai desu, đúng không? Đơn giản như vậy thôi, đúng không? Thì cái đằng sau các bạn chú ý là nó sẽ hay dùng với các tính từ chỉ cảm nhận và cảm xúc, đúng không? Ví dụ chúng ta sẽ có một ở đây là gì? Watashi wa sakka o miru no ga suki desu. Watashi wa sakka o miru no ga suki desu. Tôi thì thích xem bóng đá, đúng không? Không đơn thuần chúng ta nói là gì? Watashi wa sakka ga suki desu nữa, mà là gì? Watashi wa sakka o miru no ga suki desu, đúng không? Tôi không thích bóng đá mà là tôi thích xem bóng đá. Và cái hành động xem bóng đá nó là động từ, đúng nhỉ? Thì cái sakka o miru đấy chúng ta sẽ biến nó thành danh từ bằng cách thêm no, đúng không? Rồi, các cái ví dụ khác chúng ta sẽ điền vào đây nhá. Chẳng hạn như ở đây chúng ta sẽ xem bức hình là gì? Watashi wa hikoki ni noru no ga kowai desu, đúng không? Watashi wa hikoki ni noru no ga kowai desu, đúng không? Tôi thì rất là sợ lên máy bay, đúng không? Hay ở đây là gì? Có hình hato, đúng không? Hato trái tim, đúng không? Thì chúng ta sẽ gọi là gì? Watashi wa e o kaku no ga suki desu. Hay watashi e o kaku no ga suki desu. 次、私はサッカーを見るのが好きです。はい。Tôi thì thích xem bóng đá, đúng không? Hay là 山田さんは泳ぐのが好きです。Hay là 上手です。đúng không? 泳ぐのは上手です。Anh 山田 thì rất là giỏi bơi lội, đúng không? 次、chúng ta có là gì? Ở đây là gì? Anime ですね。はい。私は
Anime を見るのが好きです。はい、あらじ、私は歌を歌うのが下手です。tôi thì hát rất là dở. Hay là gì? À, watashi wa gohan o taberu no ga osoi desu. À, tôi thì ăn cơm rất là chậm. Hay là gì? Yamada-kun wa hashiru no ga hayai desu, đúng không? Anh Yamada-kun, bạn Yamada-kun thì chạy rất là nhanh, đúng không? Tương tự như vậy, chúng ta cũng có thể dùng rất là nhiều với cái no ga này, đúng không? Và đối với no ga thì chúng ta chỉ cần nhớ là gì? À, những cái đuôi của nó là các cái loại từ như là gì? Suki, kirai, heta, zozu, đúng không? Hayai, osoi, đúng không? Nhớ lại như vậy nhá. Thì đấy là cách sử dụng của no ga. Rồi, bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ nói về no. No. Rồi, thì trước tiên chúng ta sẽ lấy là gì? Bản thân một cái nhóm, một cái cụm mà kết thúc bằng no ấy thì chúng ta coi là một gì? Một danh từ, đúng không? Vậy thì khi nào thì cái no nó sẽ đi về o thì thì chúng ta hiểu đơn giản đấy là gì? Khi cái động từ phía sau đi với trợ từ o, đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng là no. Chẳng hạn như ở đây chúng ta sẽ có là gì? Thường ấy, no nó sẽ xuất hiện trong cái cấu trúc là gì? À, nani nani no wasuremashita. Tôi quên mất một cái việc gì đó. Chẳng hạn như ở đây chúng ta có ví dụ là gì? Watashi wa saifu o motte iku no wasuremashita. Watashi wa saifu motte iku no wasuremashita. Tôi thì sao? Tôi quên mang ví, đúng không? Tôi quên mang ví. Hay không phải là saifu o wasuremashita. Không phải là tôi quên ví. Cái danh từ đó nó không đơn thuần là saifu nữa mà nó là gì? À, saifu motte iku no, đúng không? Quên mang theo ví, đúng không? Rồi, tiếp theo chúng ta có là gì? Ở đây chúng ta sẽ đổi trước no thì chúng ta đưa về futsuke, đúng không? Chúng ta sẽ đổi thành là gì? Kusuri o nomu no wasuremashita. Tôi thì quên mất uống thuốc, đúng không? Tôi quên uống thuốc. Hay là gì? Gomi o dasu no o wasuremashita. Tôi quên mất không đổ rác, đúng không? Tôi quên đổ rác. Hay là kyokasho o motte. Chúng ta đổi thành motte kuru no wasuremashita. Tôi quên mang theo sách giáo khoa, đúng không? Hay là gì? Sukudai o suru no wasuremashita là gì? Tôi thì quên làm bài tập, đúng không? Tương tự như vậy, chúng ta sẽ có thể áp dụng no cộng với wasuremashita. Rồi, tiếp theo vẫn là no nhưng mà dùng với một động từ khác, đấy là shite imasu ka? Shite imasu ka? Thì chúng ta sẽ có là gì? À, bạn có biết về cái việc đó không? Đúng không? Bạn có biết về cái việc đó không? Thì chúng ta sẽ nào dùng khi chúng ta hỏi là gì? À, hỏi xem đối phương có biết về cái nội dung phía trước của cái cụm từ, của cái cụm mệnh đề no không? Ví dụ, chúng ta có là đây, ở đây là gì nhỉ? Nihon dewa jugyo no ato de soji suru no o shite imasu ka? Bạn có biết là gì ở Nhật ấy thì sau giờ học sẽ phải dọn dẹp không? Đúng không? Thì trong trường hợp là chúng ta dùng no cộng với shite imasu. Chưa? Rồi, ví dụ nhà đây là gì? Chúng ta sẽ đổi cái gợi ý ở trên thành cấu trúc no shite imasu ka nhá. Là gì? À, sensei wa osake ga yomanai no shite imasu ka? Hai. Sensei ga osake ga nomanai no shite imasu ka? Bạn có biết gì? Việc sensei nào đó không thể uống được rượu không? Đúng không? Hay là gì? Yamada-san ga à, kaigo no shigoto o shite ita no shite imasu ka? Bạn có biết là gì? Anh Yamada đang làm công việc gì? Điều dưỡng không? Đúng không? Hay là gì? Ở đây chúng ta có là 2月14日 Valentine Day ですね. Valentine Day ngày gì? À, ngày Valentine, đúng không? Rồi, và chúng ta sẽ có là đây, ở đây là gì nhỉ? À, 2月14日 Valentine Day に女の人がチョコレートをあげるのを知っていますか？đúng không? Bạn có biết là gì vào ngày 14 tháng 2 thì nữ giới sẽ phải tặng quà không, đúng không? Thì cái này nó liên quan đến, chúng ta mở rộng thêm một chút là cái này nó liên quan đến văn hóa ở Nhật, đúng không? Thì cái ngày Valentine ấy, thì ở Việt Nam chúng ta sẽ là Otoko no hito ga chocolate o ageru, đúng không? Thế còn ở Nhật thì ngược lại là Onna no hito ga chocolate o ageru. Đó, thì nó là một cái sự khác nhau một chút về gì? Về văn hóa thôi, đúng không? Chúng ta mở rộng thêm. Rồi, tiếp theo chúng ta có là gì? 12月20 25日 Christmas, đúng không? Hay, là 12月25日 ni keiki o taberu no o shite imasu ka? Đúng không? Bạn có biết rằng ở Nhật vào ngày lễ Giáng sinh thì người ta sẽ ăn
ăn bánh không, đúng không? Rồi, đấy là ngoài ra nhá, ngoài cái shite imasu hay là wasure mashita mà chúng ta vừa mới nói ở phía trước, thì cấu trúc no này chúng ta cũng có thể dùng với một số các cái động từ khác. Và chú ý, các bạn chú ý là chủ yếu là các cái động từ liên quan đến nghe, nhìn thông tin. Ví dụ như là gì? Oboemas, gì nữa? Mimas, kikimas, đúng không? Kanjimas, yamemas, tetsudaimas hoặc là machimas, đúng không? Ví dụ như là gì? Tôi nhớ cái gì đó này, hay tôi nhìn thấy việc gì đó này, hay tôi nghe thấy việc gì đó này, thì chúng ta cũng có thể sử dụng là no cộng với động từ. Rồi, chúng ta sẽ nói các ví dụ ở đây nhá. Kare ga utatta no o kikimashita. Tôi đã nghe anh ấy hát này. Hay là haha ga ryori tsukutte iru no o mimashita. Tôi đã xem mẹ tôi nấu ăn này. Hay là kaze ga fuite iru no o kanjimashita, đúng không? Tôi đã cảm thấy gió đang thổi, đúng không? Là rất nhiều các cái trường hợp mà các bạn có thể sử dụng cấu trúc gì? No o để xem. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ nói về một cái nữa là no wa. No wa. Nhưng no wa ở đây nó sẽ, cái no đó nó là một cái thay thế cho bốn cái danh từ. Đấy là danh từ chỉ nơi chốn, danh từ chỉ đồ vật, về thời gian và con người nữa nhá. Rồi, khi chúng ta xem một vài các cái ví dụ thì mình sẽ thấy này, chẳng hạn như là gì? Nani nani no wa itsu desu ka? Cái lúc mà bạn thế nào đấy là khi nào? Hay là gì? Nani nani no wa doko desu ka? Cái nơi mà bạn gì đấy thì là ở đâu, đúng không? Hay là nani nani no wa nan desu ka? Cái thứ mà bạn gì đấy thì là thứ gì? Hay cuối cùng là nani nani no wa dare desu ka? Người mà bạn thế nào đấy thì là ai, đúng không? Thì bản thân cái no wa mà chúng ta đang nói đến ở đây ấy, thì nó có thể thay thế cho bốn danh từ, đúng không? Nơi chốn, thời gian, đồ vật và cuối cùng là con người, đúng không? Một số các cái ví dụ như là gì? Watashi ga ichiban hoshii no wa hai keitai denwa desu ne, đúng không? Cái thứ mà bây giờ tôi mong muốn nhất đấy là một chiếc điện thoại, đúng không? Thì trong trường hợp này chúng ta no wa ở đây sẽ dịch là thứ, đúng không? Thay thế cho gì? Đồ vật, đúng không? Rồi, tiếp theo chúng ta có là gì? Watashi ga ichiban daiji na no wa kajoku desu, đúng không? Thứ mà quan trọng nhất đối với tôi đấy là gì? Gia đình, đúng không? Và trong trường hợp no wa chúng ta dịch là thứ cũng là một cái để thay thế cho danh từ chỉ đồ vật, đúng không? Chỉ vật, đúng không? Mono. Tiếp theo chúng ta có là gì? Nihon de ichiban atsui no wa Okinawa desu. Nơi mà nóng nhất Nhật Bản thì là Okinawa. Vậy trong trường hợp no wa nó không dịch là thứ nữa, mà khi đó chúng ta lại phải dịch là gì? Nơi, đúng không? Hay tiếp theo là gì? Nihongo no benkyo o hajimeta no wa kotoshi no 2gatsu desu, đúng không? Cái lúc mà tôi bắt đầu học tiếng Nhật đấy là vào tháng 2 của năm nay. Thì khi này cái no wa này nó lại thay thế cho gì? Lúc, tức là gì? Thay thế cho danh từ chỉ thời gian, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ có bốn cái ví dụ ở đây. Đầu tiên là gì? Ichinen de ichiban suki na no wa 11gatsu desu. Đây chính là gì? Thay cho vật này. Thay cho thời gian này, đúng không? Cái thời gian mà tôi thích nhất trong một năm ấy, đấy chính là tháng 11, đúng không? Hay là kajoku de ichiban se ga takai no wa chichi da. Người mà cao nhất trong gia đình tôi thì là bố tôi, đúng không? Thì cái no wa này nó lại thay thế cho người, đúng không? Tiếp theo, otto ni hajimete de atta no wa kaisha no shokudo desu, đúng không? Nơi mà tôi gặp chồng tôi lần đầu tiên đấy là gì? Ở nhà ăn của công ty, đúng không? Và cuối cùng chúng ta có là kyonen no tanjoubi ni haha ni moratta no wa toke desu, đúng không? Thì trong trường hợp này chúng ta dịch là gì? Thứ mà tôi đã nhận được từ mẹ tôi vào dịp sinh nhật năm ngoái thì chính là một chiếc đồng hồ. Vậy thì trong trường hợp này cái no wa này nó sẽ thay thế cho gì? Cho vật, đúng không? Rồi, thì các bạn sẽ thấy là cái này nó sẽ hơi khó, khi mà nó sẽ khiến cho các bạn cảm thấy lúng túng khi mà các bạn dịch trong bài đọc, đúng không? Bởi vì đôi khi các bạn gặp cái no ấy thì các bạn sẽ không biết là dịch nó là gì, nó là nơi, là lúc, là thứ hay là người, đúng không? Và chúng ta khi đó chúng ta sẽ rất là khó để xác định là chủ ngữ của chúng ta đang là loại gì, đúng không? Thì nó sẽ đôi khi nó sẽ khiến cho các bạn bị lúng túng và các bạn sẽ không biết là nên dịch như thế nào, thì sẽ thành một cái tiếng Việt hợp lý, đúng không? Một cái câu mà các bạn có thể dễ dàng lý giải hơn, đúng không? Thì cái đấy nó chính là cái điểm khó của no, đấy nhé. Rồi, thì chúng ta sẽ có là gì?
Đấy là các cái trường hợp chúng ta vừa mới nói về các trường hợp mà sử dụng của cô tổ. Tiếp theo là chúng ta nói về các trường hợp gì? Của no, đúng không? Các trường hợp của no. Đó. Thì đối với các cái trường hợp mà chúng ta vừa mới nói ấy, và chúng ta vừa mới giải thích, phân tích với nhau ấy, thì những trường hợp đó chỉ có cô tổ mới dùng được, chỉ có no mới dùng được và không thể thay thế cho nhau. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ nói về các trường hợp mà no và cô tổ có thể thay thế cho nhau nhá. Thì chúng ta sẽ xem các ví dụ ở đây, các bạn sẽ thấy. Thứ nhất là veru cô tổ và veru no. Thì ở đây chúng ta sẽ có này, hai trường hợp, hai cái câu ví dụ ở đây sẽ cho thấy là cô tổ và no có thể thay thế cho nhau được. Ví dụ asa hayaku okiru koto wa taihen desu và asa hayaku okiru no wa taihen desu, đúng không? Việc thức dậy vào buổi sáng thì thức dậy sớm vào buổi sáng thì rất là vất vả đó. Thế trong trường hợp này khi mà chúng ta dịch là việc nani nani koto wa nani nani no wa và đằng sau là tính từ thì các bạn hoàn toàn có thể thay thế koto và no cho nhau được nhé. Rồi tiếp theo trường hợp thứ hai chúng ta cũng có thể thay thế koto và no. Ví dụ watashi wa ji o kaku koto ga heta desu hay là watashi wa ji o kaku no ga heta desu. Cả hai trường hợp này koto và no đều có thể sử dụng được. Và là gì? Tôi thì vẽ rất là, tôi thì viết chữ rất là xấu, đúng không? Hay tiếp theo chúng ta có ketai o motte iku koto wa wasuremashita. Ketai o motte iku no wa wasuremashita. Thì trong trường hợp này các bạn cũng có thể sử dụng cả koto và no thay thế cho nhau được, đúng không? Tôi thì quên mang điện thoại, nhé. Rồi và cuối cùng chúng ta sẽ có là gì? Yamada san no musume san ga kekon suru koto o shitte imasu ka? Và Yamada san no musume san ga kekon suru no o shitte imasu ka? Cái này nó sẽ là gì nhỉ? Cả trường hợp này koto và no đều có thể sử dụng được. Bạn có biết là con gái của Yamada sẽ kết hôn không, đúng không? Rồi chúng ta điểm lại một lần nữa. Ví dụ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, bốn cái ví dụ ở đây thì các bạn có thể sử dụng thay thế koto và no được. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ nói về các cái trường hợp mà ve được koto và ve được no không dùng được. Thì thứ nhất đấy là nó là dạng ngữ pháp cố định như chúng ta đã nói ở ban đầu thì chúng ta không thay thế được, đúng không? Rồi trường hợp thứ hai đấy là trường hợp koto ấy thì nó sẽ chỉ diễn đạt được một số các khái niệm liên quan đến sự việc và hành động. Thế còn no thì nó có thể diễn đạt được nhiều cái dạng khái niệm khác, bao gồm như là gì? Đồ vật này, địa điểm này, con người này, nó chính là cái no wa mà chúng ta vừa mới nói ở lúc đầu ấy. Thì trong trường hợp đấy cái koto nó không thể dùng được mà chỉ có no wa nó mới có cái chức năng đó thôi. Yes, né? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ nói về đối với những cái động từ mang tính chất là giác quan thì chỉ có no mới có chức năng sử dụng đó, còn koto thì không. Cho nên chúng ta ví dụ ở câu ví dụ ở đây chúng ta có là densha de jōkeku ga saifu nusumareta no mimashita thì chúng ta dùng được, nhưng densha de jōkeku ga saifu nusumareta no koto o mimashita thì trong trường hợp này lại không sử dụng được. Đó. Vậy thì cái đấy nó chính là gì? Đối với những cái động từ giác quan thì chỉ có thể sử dụng trường hợp no được thôi. Đó. Thì đây là ba cái điển hình để phân biệt về sự khác nhau giữa veru koto và veru no. Thế còn lại thì nó sẽ đối với các trường hợp này thì nó lại có thể sử dụng chung, được chưa? Vậy thì tựu chung lại chúng ta sẽ thấy veru koto và veru no, đúng không? Koto và no, thứ nhất là gì? Những trường hợp mà ngữ pháp đã cố định như chúng ta vừa mới nói về koto thì các bạn dùng không thể thay thế cho nhau được, đúng không? Thứ hai là các trường hợp của no, ví dụ như ở đây chúng ta đã, như vừa rồi chúng ta đã nêu ra, thì có thể sử dụng thay thế cho nhau được. Và trường hợp là đối với động từ giác quan thì chỉ có no mới sử dụng được, hoặc là trường hợp no thay thế cho bốn từ lại là nơi ở, lại nơi chỗ này, địa điểm, thời gian này, người này, hay là đồ vật, cái thứ mà gì đó thì các bạn chỉ có thể sử dụng no, chứ cái koto nó không có chức năng đó. Đó. Thì đấy là toàn bộ những cái kiến thức mà chúng ta ôn tập và chúng ta thống kê lại một lần nữa về koto và no nhá. Thì các bạn có câu hỏi gì không? Rồi, nếu như mà các bạn không có câu hỏi gì thì chúng ta sẽ làm một cái bài tập về phân biệt giữa koto và no để xem là các bạn đã củng cố lại được với các kiến thức này chưa nhé. Ok, chúng ta sẽ làm phần bài tập ở đây nhé. Mình sẽ phần làm các bài tập phân biệt giữa koto và no. Thì chúng ta sẽ có là cái phần denshu ichi ấy, thì các bạn có thể điền một đáp án hoặc là cả hai đáp án đều được nhé. Rồi mình xem câu đầu tiên. Shippai no genin wa shikari A, B, C. Chúng ta có đáp án A là 準備をしなかった no です.
bi junbi shimasen deshita. Shi junbi shinakatta koto desu. Hay ABC desu ka? Chúng ta nhớ lại một lần nữa. Chúng ta có chủ ngữ ở đây là genin. Nó là gì? Danh từ đúng không? Rồi, vậy các bạn sẽ chọn đáp án mấy? À, si desu yo ne? Si đúng không? Các bạn sẽ dùng là koto desu bởi vì nó chính là cái đầu tiên chúng ta nói là nanyani koto wa? Nanyani wa nanyani koto desu đúng không? Watashi no shumi wa ryuri tsukuru koto desu đúng không? Danh từ 1 và danh từ 2 đúng không? Đó, thì đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án C. Ok. Rồi, thì cái nguyên nhân mà gì có thất bại đấy là gì? Do mình chưa chuẩn bị một cách kỹ càng đúng không? Đáp án đúng là C. Tiếp theo chúng ta có câu thứ 2. Watashi wa kinoshita de nani nani o mite ita. Chúng ta có A, B, C là minna ga odoru no o. Tiếp theo chúng ta có B là minna ga odoru koto o. Và thứ ba là minna no odori o. Rồi, theo các bạn đáp án số mấy? Chúng ta sẽ có cái động từ ở đây là động từ miru. Nó là động từ gì? Chúng ta vừa nói là động từ giác quan, đúng không? Động từ giác quan. Vậy thì đương nhiên trong trường hợp này chúng ta sẽ chọn đáp án là A, đúng không? Koto có được không? À, không được đúng không nhỉ? Thế còn chúng ta sẽ có C thì sao? Minna no odori. Minna no odori nó là danh từ. Vậy danh từ omiteita có được không? Hoàn toàn được đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có được thêm cả đáp án C nữa, đúng không? Và câu này có nghĩa là gì? À, tôi đã xem mọi người nhảy múa ở dưới cái cây, đúng không? Dưới gốc cây. Rồi, ok, Sugi. Chúng ta có nani nani ikimasen ka? Ikimasen ka? Chúng ta có ba đáp án là shokuji ni. Sugi, shokuji o suru no ni. Và shokuji o shi ni. Nào, theo các bạn sẽ là đáp án nào? Đầu tiên, shokuji ni ikimasen ka? Có được không? À, mochiron desu ne. Shokuji o suru no ni ikimasen ka? Suru no ni ikimasen ka? Có không? Có cái no ni này không? À, không, đúng không? Vậy tiếp theo, shokuji o shi ni ikimasen ka? Kore wa ok desu ka? Maru wa tsu. À, maru desu ne. Ok, vậy thì trong câu này chúng ta cũng sẽ có hai đáp án là A và C, đúng không? Dùng khi nói là gì? À, có đi ăn không, đúng không? Cùng đi ăn không? Rồi, ok. Sugi, yombang. Nani nani daro kimi no sorai o kangaete itte iru nda. Chúng ta có ba đáp án là naku no wa nai, tức thì là naku koto wa nai và nakanai no. Theo các bạn là đáp án số mấy? À, so desu ne, B desu ne. Chúng ta vừa mới ôn tập lại koto wa nai thì nó là gì? À, không cần phải làm gì đó, đúng không? Vậy câu này là gì? Naku koto wa nai daro có nghĩa là gì? À, không cần phải khóc đâu. Bởi vì tôi nghĩ, à hay là gì? Không, đừng có khóc vì bố mẹ nghĩ cho tương lai của con, cho nên bố mẹ mới nói như vậy, đúng không? Chẳng hạn như vậy nhá. Rồi, đáp án đúng của chúng ta là B. Sugi, chúng ta sẽ đến phần Renshu ni. Renshu ni. Rồi, chúng ta có Ichiban pasokon wa graph tsukuru nanyani yakudatsu. Theo các bạn ở đây chúng ta sẽ điền no hay là koto? À, no đúng nhỉ? Rồi chúng ta có ngữ pháp là no ni yakudatsu đúng không? Có ích cho việc gì? Làm bảng graph là bảng biểu đúng không? Rồi tiếp theo chúng ta có watashi wa hotel no mado kara yuhi ga shizumu nani nani o mite ita. À, các bạn lại nhìn thấy ở đây có động từ gì? Giác quan đúng không? Vậy thì chỗ đấy các bạn sẽ điền koto hay là no? À, no đúng nhỉ? Rồi ok, tôi đã nhìn thấy hoàng hôn buông xuống từ bên ngoài cửa sổ của khách sạn đúng không? Rồi ok, tiếp theo nào. Kare, à gomen, densha ga okureru nani nani mo aru no de hajime ni hayame ni ie o deta hoga ii đúng không? Mo aru, chúng ta có nani nani mo aru sẽ điền gì? À, cấu trúc câu của chúng ta là gì? Koto mo aru đúng không? Koto mo aru. Đôi khi thì tàu điện nó cũng sẽ muộn nên tốt nhất là nên ra ngoài sớm thì hơn đúng không? Rồi tiếp theo chúng ta có kare no keten wa jikan o mamoranai nani nani da. Chúng ta có chủ ngữ ở đây sẽ là keten. Nó là gì? Nó là danh từ. Vậy thì kết thúc của nó sẽ phải là gì? À,
Cô Tô Đà đúng không? Cô Tô Đà. Đó, đúng rồi. Tiếp theo, cô bạn nào? Watashi ga oyogeru yō ni natta nani nani no wa 30 sai no toki nan desu. Chúng ta có về sau là 30 sai no toki đang nói về gì? Nói về thời gian đúng không? Hay là nói về thời điểm đúng không? Vậy cái gì sẽ dùng với thời điểm đây? Cái gì sẽ thay thế cho thời điểm? À, no đúng nhỉ? No wa, đúng rồi. Cái lúc mà tôi biết bơi là năm tôi 30 tuổi đúng không? Rồi, no. Tiếp theo chúng ta có Hyōten という nani nani wa mizu ga kōri ni naru matawa kōri ga mizu ni naru ondo no koto de aru. Đúng không? To yu thì chúng ta sẽ có to yu gì? À, to yu. To yu no wa hay là to yu koto wa? À, so desu ne. To yu no wa, đúng rồi, to yu no wa. Dùng để gì? Định nghĩa đúng không? Cái mà gọi là Hyōten ấy thì nó là cái nhiệt độ mà để nước chuyển thành băng và ngược lại băng chuyển thành nước đúng không? Rồi, tôi yêu no á, nó là một cấu trúc rồi. Tiếp theo chúng ta có câu 7. Watashi ga tabako yameta nani nani no wa akambo no koto o shinpai shita kara da. Kara da. Nhìn thấy luôn, nó là gì? Koto hay là no? À, no desu ne. Rồi, chúng ta vừa mới học cấu trúc là no wa kara desu xong đúng không? Câu này sẽ là gì đây? Sở dĩ cái việc mà tôi từ bỏ thuốc lá là bởi vì tôi lo lắng cho đứa con của mình đúng không? Akambo nhé. Rồi, ok. Tiếp theo chúng ta có hachi. Awateru nani nani wa nai. Jikan wa mada yubun aru. Câu này là gì đấy? Chúng ta có cái gì wa nai đây? À, koto wa wa nai đúng không? Koto wa nai. Koto wa nai sẽ là gì? Không cần phải vội đâu bởi vì vẫn còn đủ thời gian đúng không? Rồi, koto wa nai. Suki, chúng ta đến câu số 9. Kore kara wa masu masu shūsoku ga muzukashiku naru nani nani dewa nai ka. Chúng ta có cái gì dewa nai ka? À, no dewa nai ka đúng không? Rồi, no dewa nai ka. Chẳng phải là hay sao đúng không? Chẳng phải là hay sao? Thì chúng ta sẽ có là gì? À, chẳng phải là từ giờ trở đi thì cái việc xin việc sẽ càng ngày càng trở nên khó khăn hay sao đúng không? Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ có kono dōgu wa tanjikan de yasai o komaku tsukuru nani nani ni benri da. Cái gì benri đấy? À, no no ni benri da đúng không? No ni benri da. Cái dụng cụ này thì tiện lợi để chúng ta cắt nhỏ rau trong thời gian ngắn đúng không? No ni để. Rồi, dư ý chi băng chúng ta có tokubetsu shō o moratta nani nani wa watashi dewa naku yan san という hito desu. Chúng ta có kết thúc ở phía sau nó sẽ là gì? Hito đúng không? Nó là người. Vậy thì cái gì sẽ thay thế cho người ở đây nhỉ? À, no đúng không? Rồi, vậy cái người mà nhận được giải thưởng đặc biệt đó thì không phải là tôi mà là một người có tên là Yan, đúng không? Rồi, tiếp theo. Chúng ta sẽ có are, achi no hou kara dare ka ga yonde iru nani nani no ga kikoemasen ka? Chúng ta lại có kikoemasen ka? Nó là gì? Động từ gì? À, giác quan, đúng không? Giác quan. Vậy thì chỗ này sẽ là no, đúng không? Bạn có nghe thấy ai đó đang gọi ở đằng kia không? Đúng không? Rồi, no ga kikoe masen ka? Rồi, ok. Tiếp theo, chúng ta sẽ thêm một phần nữa nhé. Một phần ngắn nữa thôi. Đấy là chúng ta sẽ nói về mono và koto. Đó, mono và koto. Thì chúng ta sẽ có là gì? Mono thì nói về vật, còn koto thì nói về việc đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm luôn phân biệt giữa mono và koto. Đầu tiên chúng ta có Yumi ga tsukuru nani nani wa itsumo totemo oishii ne. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn là việc hay là thứ. À, thứ đúng nhỉ? Vậy thứ chúng ta sẽ chọn là mono đúng không? Rồi, những cái thứ mà Yumi nấu ấy thì lúc nào cũng rất là ngon đúng không? Vậy chúng ta sẽ chọn là mono. Rồi, câu số 2 chúng ta có oishii ryōri wo tsukuru nani nani wa totemo oishii. Nào, thứ
hay là việc đây? À, việc đúng nhỉ? Và chúng ta sẽ chọn là cô tổ đúng không? Việc, việc nấu ăn ngon thì rất là vui đúng không? Rồi, sẽ ghi sambang. Chúng ta có Kodomo suratteru to yu nani nani wo watashi wa taisetsu ni kangaete iru. Thứ hay là việc đây? Tôi yêu thì là tôi yêu gì? Tôi yêu koto đúng không? Rồi, tôi yêu koto. Đúng rồi. Tôi thì đang suy nghĩ tôi đang suy nghĩ rất là kỹ lưỡng về cái việc là gì? Chăm sóc con, về việc nuôi con đúng không? Rồi. Chúng ta có dung băng. Kore wa nan to yu nani nani desu ka? Sawatte mite mo ii desu ka? Đúng không? Cái này chúng ta điền là việc hay là thứ đây? Đằng trước nó là nani thì đằng sau sẽ phải điền là gì? Thứ đúng không? Vậy mono. Rồi, vậy thì cái này thì gọi là gì đấy? Tôi sờ vào thử có được được không đúng không? Rồi, tiếp theo chúng ta có Kodomo no koro sobo ni itsumo iwarete ita nani nani wo omoidashita. Nào, omoidashita, tôi nhớ về thứ hay là việc? À, koto đúng nhỉ? Rồi, không thể là thứ được. Rồi, tôi nhớ về những cái điều hay những cái việc mà bà tôi thường nói với tôi hồi tôi còn bé, đúng không? Rồi, tsugi, đầu cư băng chúng ta có Tomodachi ni motte kite ne to iwarete ita nani nani wo ie ni oite kite shimatta. Tôi đã gì? Bỏ quên ở nhà cái việc hay cái thứ? À, cái thứ đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ chọn là mono đúng không? Thứ mà bạn tôi đã bảo tôi là mang đi nhé đúng không? Thứ, và chúng ta sẽ chọn câu số 6 là mono. Ok, sugi chúng ta có Kono sakubun wa senshu jishu no jikan ni kaita nanyani desu. Là gì? Cái bài văn này thì là việc hay là thứ? À, là thứ đúng không? Rồi, vậy là thứ mà tôi đã viết vào trong giờ tự học tuần trước đúng không? Rồi, 8番. Senshu sakubun ni kaita nanyani wa zenbu honto desu. À, vậy là cái này là gì? Thứ hay là việc đây? À, cái việc đúng không nhỉ? Rồi. Việc mà tôi viết cái chuyện mà tôi viết sakubun vào tuần trước ấy thì là hoàn toàn là sự thật đúng không? Rồi, cuối cùng chúng ta có Kyo yaritai no wa koko ni oite aru nani nani katazukeru nani nani desu. Đúng không? À, oite aru nani nani katazukeru. À, katazukeru thì sẽ là katazukeru mono desu hay là koto desu. À, koto desu đúng không? Vậy thì đằng trước sẽ là gì? Mono đúng không? Rồi, cái điều mà tôi muốn làm ngày hôm nay đấy là gì? À, dọn dẹp những cái thứ mà đang đặt ở đây đúng không? Rồi, thì đấy chính là phần mà chúng ta phân biệt giữa mono và koto thì rất là đơn giản thôi đúng không? Thế còn phân biệt giữa no và koto thì chúng ta cứ áp vào đúng các cái cấu trúc. Trường hợp mà cấu trúc của no thì chọn no, trường hợp cấu trúc của koto thì chọn koto đúng không? Và trường hợp mà những cái gì mà cần phải so sánh thì chúng ta cũng đã hệ thống lại một lần rồi đúng không? Đó, thì rất là đơn giản, chúng ta đã hoàn thành được phần bài tập rồi. Hay, rồi các bạn có câu hỏi gì về phần phân biệt giữa koto và no không? Thì các bạn có thể hỏi để mình sẽ giải đáp luôn. Rồi, nếu như mà không có câu hỏi gì thì chúng ta sẽ kết thúc buổi học ở hôm nay tại đây nhá. Hay, これで終わります。お疲れ様です。